dậy sớm à? Dạ, để tôi cầm cho con. Không, cái cà phê chú hai bữa là hôm nay chú hai có bao hả? Có bao ở đây không? Con uống cà phê sữa rồi. Vậy giờ đi mua cái khăn lông mặt nhỏ. Ủa ba cái khăn đen bữa hổng nhiều lắm mà ai đâu quá lẫn đấy. Khăn đen bữa con gỡ về á. Rồi hả? Ừ. Hỏi ngân mua khăn lông mặt mua bằng trái trà chinh, mua thêm mấy chục móc nữa. Vậy uống làm bạch? Không không không, chị hết với Ngọc bệnh hết à. Hoặc là gấp vậy nè, ăn hết của ảnh hết luôn, chị không có. Hồi xưa là chị uống bằng nguyên ly nghe chịu. Sáng rồi uống nhâm nguyên ly. Cảm ơn chịu. Nhâm nguyên ly, giờ không có nữa nguyên ly, cái tối hết uống luôn á. À, cô Bảy đã trở lại và lời lợi hại hằng xưa ha. Cô Bảy là trở lại là làm sa tế nè mọi người. Mẹ Ngọc á, sa tế bà ngoại chi chay nè. À, mọi người ai mà đặt sa tế một hộp là gồm nửa ký nha mọi người nha. Nghề cũ mấy ngày xưa. Nghề cũ lặp lại. Trở lại. Khi mà mẹ đi thì mẹ có truyền nghề lại cho chị Ngân. Chị Ngân cũng vẫn bán sa tế bình thường. Ngân thì nó cũng làm công thức giống y như mình nè cả nhà ơi. Đó bây giờ là cũng sắp tới rồi nè. Học xã bây giờ nó đã khô lại rồi nè. Cô chú coi em bé nè, em bé đi về Việt Nam là em bé hả nằm trên võng ngủ nè. Nằm trên võng ngủ bà ngoại đưa nè. Cái trường ông cô chú cứ bắt trường ghê chưa. Trường giống á cô chú ơi, giờ nó không chịu về Mỹ nữa, nó đòi ở Việt Nam vuông cô chú ơi. Đây bây giờ coi cho cô chú coi ai nè nha. Than 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 than. Anh Tư đây rồi. Xin chào cả nhà nghe. Cả nhà ơi. Mấy ngày hôm nay nói chung quy là mình vừa xuống máy bay thì ngày mùng 1 con ha. Mùng 1 thì mùng 2 là mình nghỉ được một ngày, mùng 3 là mình đi Đà Nẵng rồi. Mình đi Đà Nẵng 4 ngày luôn, bởi đây mình mới về tới đây. Để mình về thứ nhất á là thanh minh đó mọi người. Trong cái tháng 3 này nè. Đó, mùng 6 tháng 3 là cái tập quần của mình thông minh ở Đại Lộc á, ở Quảng Nam á. Nên gia đình anh em mình mới kéo ra ngoài đó mình đi có anh ba với chú Tám với Thiếm Nghiệp nữa. Đó, gia đình mình ra 4 người. Nên hôm nay mình cũng có coi cái kênh YouTube của con gái của mình á. Thì cũng có một người vô comment hỏi là tại sao mà không thấy ông ngoại của trai ở đâu. Thì hôm nay thì mình cũng báo cáo cho mọi người biết là như vậy. Đó, hồi nãy mình xuống tới sân bay. Sân bay Tân Sơn Nhất cũng có một số anh em coi kênh con hả? Coi kênh của con á. Một cái kênh YouTube của con với của anh Bảo. Thì ba cũng đứng chụp mấy bộ hình với mấy anh chị cô chú chơi. Dữ ta. Mai anh chị cô chú đi qua bên Mỹ rồi. Đi qua một tháng rồi về rồi chụp bộ hình. Nói anh để cho tôi chụp anh một bộ hình để tôi gửi cho cháu Ngọc coi. Mình thấy mình cũng mà ba đi ra Đà Nẵng chuyến này vui không? Vui con. Nói chung quy gặp bà con lâu ngày mình về rồi gặp bà con rồi ai cũng chào hỏi rất là vui luôn. Đó, vui lắm. Mình ra ba ra cái ngày đầu thì hai ngày đã bị mưa. Đó, không biết không ở quê rồi mưa gió lạnh lẽo dữ lắm. Thì ba ra ba cũng không đi đâu hết, chỉ về quê rồi lên làm đám giỗ cho ông Đồ Minh. Chị hai với mấy cháu cũng khỏe hả? Chị hai với mấy cháu khỏe hết. Đó, rồi bác hai nói là bé... À, bác hai nói là làm gì làm Ngọc về là phải ra bác chơi một bữa. Đó, vợ chồng con với vợ chồng anh Bảo với mẹ rồi đó bác hai chơi một bữa thì con thì giờ đi về Đà Nẵng là hả chỉ là chừng nào thích là mình bút vé mình đi thôi chứ còn không có kế hoạch gì hết. Đúng rồi. Đi chơi á, bây giờ chuyến đi chơi của Ngọc về Việt Nam lần này là ngồi chơi mình thấy chán là bắt đầu kêu anh Bảo là bút vé là cả gia đình đi thôi à. Ok. Đó, rồi thôi ba về. Ông ngoại đã về. Đó, ba về là Vinh Sành nó vui nhất luôn á, nó nhớ ba dữ lắm. Quá đi nhớ chú nội, chú ngoại mấy bữa nay trời ơi, nó điện thoại. Ông nói ông hỏi gì tới giờ chưa chịu về. Mà sao mà con thấy ba đi Mỹ về, người ta rước quá trời, ba đi Đà Nẵng vậy không ai rước ba. Ba xuống xe rồi bắt ba đi về hướng, ba đi về hướng chị có gửi cho con mớ mắm đồ á. Chị nào? Chị Mai. Chị Mai gửi cho con mắm à? Mắm đó. Cái chú rồi thì cũng thích ăn mắm cho con nắm một thùng mắm con gửi vô cho chú. Chị Mai gửi ba chứ. Đó. Rồi đó, mọi người ơi, ba Ngọc về là cũng thượng lộ bình an. Bình an. Ba mới tắm cái phải không? Mới tắm rửa đây con. Ok, cả. Ba ăn gì chưa? Chưa lát nữa ba. Hên anh về cũng kịp cái lễ này, anh đi cũng vui đó chứ. Kịp cái lễ về đúng ngày luôn á.
Hôm qua em cũng đi Bến Tre anh Công. Qua đi Bến Tre sáng đi chiều về. Qua Bến Tre cũng ra cho Ngọc với Điều Huynh đó thắp nhang. Đi về về tới dưới 10 giờ rồi cái tới 12 giờ là bắt đầu đi lên lại đây rồi. Rồi coi mấy cậu làm cái nền để đi hút cốt con bà mình đó. Rồi vậy là ok làm rồi. Mình nói thật mọi người chứ vậy là mình mãn nguyện dữ lắm. Lý là nếu mà không có cái này đó là bà xã mình đi theo mình nữa, nhưng mà sẵn dịp này thì ở Bến Tre người ta cũng làm nên bây giờ mình hai vợ chồng mình chia đôi ra, vợ mình về quê còn mình đi về Đà Nẵng đó. Rồi anh em con nghỉ ngơi để đi về thăm mẹ để tụi nghiệp đó đó, sẽ nghỉ ngơi để đi về thăm mẹ chứ ngày hai ngày nữa đi. Ừ đúng rồi, ngày hai ngày nữa đi thì sẽ thứ bảy chủ nhật thì mình đi được, chủ nhật là được rồi nè con ha. Chủ nhật đi đi, quyết định đi, quyết định chủ nhật, quyết định chủ nhật đi đi, chủ nhật đi đi. Yeah. Đó, chứ về để mẹ ba cũng nhớ, nội ba cũng nhớ tụi con mình lắm. Nhớ nữa chứ, mình cũng trông nữa chứ, đâu phải mẹ không. Đúng rồi. Đi về nay cả tuần rồi. Đúng rồi. Are you ready? Hai chị đi. À, chay đi hồi bữa giờ là không có quay chay đi nhiều trời trên kênh cho cô chú coi nè. À, ba mới đi đấm bóp dắt hơi mặt xa về nè. Wow! Ba bị gì vậy chay? What happened to daddy? You wanna check it out? Yeah, come look at it. Hello? Có cái gì vậy? Trời ơi. Ghê chưa? À không chọc con, không chọc con. À không có scare, không có scare. Wow, ba bị gì á? Con lại con hỏi à. Daddy, is it hurt? It does not. Thỏ ba coi. What do you think, JD? Daddy probably got it the... Chồng Ngọc anh bảo mới vừa chở đi massage với đấm bóp chắc hơi. Anh thích cái này lắm, anh thích đấm bóp chắc hơi này lắm. All the things to shoot. Yeah. On the back. So what do you think about my back? Does it look ugly? Con nghĩ sao về cái lưng của ba? Does it look sợ ugly? Không? Sợ không? Scary? Scary? Không mà. Tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Huy Family. Cuộc sống hiện tại đang ở Việt Nam. Ngày hôm nay là nhận quà nữa các bạn ơi. Cô chú anh chị mấy bạn yêu thương quá trời luôn. Mới vừa nghe chị xuống nghe chị Ngân nói là có quà tiếp. Thì cái món quà đầu tiên á là rất là ý nghĩa đó. Là cái món quà cây quạt cầm để nóng đồ này kia khác nọ là chay có thể mát mọi lúc mọi nơi đó, là cũng là của anh Barbie luôn. Chay đi Gia Hân, con ngồi con cho em ăn hết cái dĩa đó cho Ngọc Ba nghe con. Ai à, đây là món quà nguyên một cái giỏ quà nữa chị Ngân đang xách qua đây. Đi vô vô để khui quà. Yeah, more stuff baby. They everyone been loving us so much. More serene. Serene. Well, thank you everybody. My wife will appreciate the serene a lot. And JD too. Chồng Ngọc anh nói là cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ngọc với lại Chay rất là mê ăn serene luôn. Ngân á. Sao chị Ngân? Chị Ngân hoài nữa. Tự nhiên dạo này chị Ngân xuyên giống như các hàng viết của rap vậy đó. Hoài chị tới không giao chị Ngân cái này. Quá trời đã luôn. Xíu đây chị Ngân ra nhận xíu chị Ngân. Này là anh Barbie mà bữa cho Ngọc cái tặng cho Ngọc cái gỏi gà mâm cục đó các bạn. Wow, sầu riêng nè. Ôi cha ơi, quá đã chưa? Này là ăn được chưa ta? Anh có nói ăn được chưa? Thơm quá trời thơm luôn. Wow, cái này gì nữa đây? Cũng là sầu riêng. À, cũng là sầu riêng luôn. Ôi cha ơi, ăn cái này là nổi mụn luôn. Quá trời thơm. Trời đất ơi, dữ dằn vậy đó hả? Bốn trái luôn. Quá trời rồi. Anh nói đây là sầu riêng bao hả? Wow, khui cái trái nhỏ ra trước đi. Thôi trái nhỏ ra trước cho nóng luôn. Trời ơi, chuyến này là quá trời sầu riêng ăn luôn. Đúng mùa sầu riêng ăn sao cô chú ơi. Về chắc ngay mùa sầu riêng. Đúng rồi, mùa sầu riêng quá chị ha. Sầu riêng rụng. Sầu riêng rụng ha. Nhìn cái cuốn là biết sầu riêng này sầu riêng rụng ha. À, chị Ngân mới vừa order cho Ngọc thêm hai con vịt vịt quay lá mắt mật. Chị Ngân hỏi Ngọc giờ đang thèm gì cái Ngọc đó. À đúng rồi, ăn vịt quay lá mắt mật đi. Sao? Nhiều lê quá hả? Nhiều lê quá, dạ ăn nhiều lê hay là ăn cơm? Không, mấy ăn cơm Việt Nam đi.
ăn cơm Việt Nam hay ăn lê? Chay, chay. Remember Barbie? Con nhớ chú Barbie không? Mà mình là mẹ đọc cái tên trên livestream á. Chú Barbie tặng sầu riêng cho con với mẹ với cả nhà mình luôn nè. Thấy không? Con nói con cảm ơn chú Barbie. Nói đi con. Con nói con cảm ơn chú. Nói. Nói đi con cảm ơn chú. Con cảm ơn chú. Đúng rồi. Rồi anh Barbie nói là có cái trái mà trong cái bịch màu đỏ này nè là chín dữ lắm rồi đó. Ui cái trái này ăn trước. Ừ em cũng nghĩ vậy á. Chắc vậy ha. À. Coi coi sao. Ăn tách chỗ này nè. Ở bên trong này các bạn nè. Thôi mình khui vô đó được rồi, có hai chị em mình nè. Thế mình ăn ăn thử trước coi sao. Rồi. Thấy nó cũng vừa tới chứ chưa có chín hẳn đâu. Ăn đi. Đó, cũng vừa tới nè. Thử đây coi nha. Ngon. Ngọt béo cực kỳ luôn. Mời tất cả mọi người nha. Em mời mọi người nha. Vô. Vô. Ngon rồi. Cái này đợi chín thêm nữa mới ngon. Mấy cái này là đợi 4-5 ngày nữa đi. 4-5 ngày nữa là quốc hơi hết ngon lành luôn á. Chay đâu ra ngoài rồi, cho các bạn. Chứ không chay là chay thích ăn sầu riêng cực kỳ luôn. Quá đã. Nội thằng Tùng bán sầu riêng. Mời cô chú anh chị tặng sầu riêng nữa. Quá sức rồi chiếc này. Phải uống nước nhiều vô. Ngon như thế nào. Nghĩa chứ lâu lâu mà coi video, mấy video mà Ngọc ăn sầu riêng Ngọc thèm. Rồi cái mua thèm. Mà đâu phải lúc nào mình cũng có sầu riêng đâu, nhiều khi là trái mùa đâu có đâu. Mà coi lại cái video cũ á, cả nhà là thèm đấy. Hơn chị Ngân cũng là biết ăn sầu riêng hết chứ ha. Chứ còn bạn nghe sầu riêng mà hôi là xong rồi. Nè. Muốn đây nè. Nãy chị Ngân bút hai con vịt quay lắc mắt mặt chưa. Ừ, đang chuẩn bị vào tới á. Thèm vịt quay lá mắt mật các bạn. Thèm không? Em thích vịt quay lá mắt mật á. Ví dụ như vịt quay thường là có, với lại vịt luộc là có bên Mỹ, chứ mình nghĩ là vịt quay lá mắt mật khó khó. Có, vịt quay lá mắt mật khó ở Mỹ lắm à. Lá mắt mật là cái lá đó là nó hiếm mà. Trồng ở Tây Bắc hay sao á? Trồng ở đâu? Ngoài Bắc hả? Như ở Tây Bắc hay sao thì cũng nhất nữa. Này chính là chưa là ngon. Chính niềm chưa nào cực kỳ luôn. Giờ thì chưa đâu. Chưa. Tại vì cả nhà sao? Cái sầu riêng này nhưng mà cũng tùy theo người thích ăn làm sao hay gì đó. Có người tùy theo người thích ăn y chang vậy nè. Và có người thích ăn thì thiệt là chính. Em thích ăn thiệt là chính á. Nhưng mà tùy theo của người thích ăn. Đó. Chị Ngân thích ăn thiệt là chính. Mình vừa cắn vô cái nó ngập trong cái miệng mình vậy đó. Nó béo nó ngon. Đúng không? Bên này này nóng chè à. Đúng không? Nấu chè. Nấu chè là chị nhớ nhất là ông ngoại á. Hồi lúc mà cách đây 2 năm Ngân thích là sầu riêng á. Thế biết chị Ngân thích sầu riêng, cái ông ngoại về ông ngoại mua cho cái cây sầu riêng như chỗ nhà ngoại Ngọc nhớ không? Ông ngoại có một cây sầu riêng cậu tám á. Ông ngoại xuống ông ngoại bẻ cho chị Ngân 20 trái. Hiểu rồi. Già trẻ lớn bé ông ngoại 20 trái. Ông ngoại gửi xe kim tiền lên cho chị Ngân. Tức là trong số đó là có được mấy trái chín rồi. Còn những trái ngoại nó hơi sụt sượng đó nha. Nấu chè mời hàng xóm ăn quá trời luôn. À. Ừ. Tội. Còn muốn ăn nữa không nè? Dạ, ăn đi. Ăn lấy luôn nha. Ừ, ăn đi. Anh Bảo thì ở đây đi nhậu rồi. Ba thì ba ngủ, mẹ thì chính thì nói chuyện với lại bên nhà bên kia. Mẹ chính rồi là đi ăn cơm đồ hết rồi. Chị Ngân thì đi lên dẫn Minh Sành với Bali lên kia làm cái gì á. Còn Chay thì đang chơi với vợ. Mỗi người có một công việc. Người ta ship cái lá mắt mật tới nè mọi người nè. Mà thấy có cái tô gừng có đồ nữa. Để đi lấy dĩa. Quay lá mắt mật cho mọi người coi nha. Wow. Hấp dẫn cho mọi người. Dịch quay lá mắt mật thumbnail picture. À.
quá trời thơm. Bây giờ dọn vịt quay lên các bạn ơi. Vịt quay lá mắc mật. À, giận không? Ở đây là có bịch sốt này để con lấy sốt lấy ơ đồ ra. Nóng hổi này, ủa này gì à? Cái này là giống như bưu rũ. Nóng hổi à? Người ta để nguyên trái dưa leo luôn nè, nóng chín. Nóng. Người ta để lót cái giấy này vô mà nên nãy giờ nó nấy. Chứ nấy đi rồi con đổ nước chấm rồi ra. Chấm nhỏ rồi thì làm gì? Hai hộp con. Đổ hết lên. Hai chân thì leo ngon dễ sợ không? Hai con vịt quay này nhiêu chị Ngân? 450 à. 450 hai con. Đây là có mấy đứa em yêu thương gia đình nó qua chơi nè mọi người nè. Đây. Trời đó cô mua con nè. Tay cho con. À, cô thích màu nào? Vincent với em Bali á. Cô thích màu nào? Con cảm ơn cô chưa? Nó con cảm ơn cô. Nó rất là. À, bánh đậu nạt á. Ngồi ăn chung với chị luôn nha. Dạ. Cô tên là Jolie. Không, cô tên là Jolie. Ăn đi con, ăn đi Vincent, con lấy ăn đi con. Con ăn cái nào con lấy đi. Cảm ơn. Chay ăn cái nào lấy đi. Cái này là quá mà nhà biết. Cảm ơn chú đâu. Không nhỏ. Xanh lá cây luôn. Xanh lá cây luôn đi. Chay hết phần nào. Cái này là biết nè. Con nhiều quá. Cái này mà biết nói được luôn. Ừ rồi. Ba Lê muốn lấy cái nào? Chay ăn cái con đó đi. Rồi ở đây là có muốn bánh bông lan trứng muối nữa nè. Quá trời luôn cô chú ơi đây. Bánh bông lan trứng muối nè. Nghe không? Yeah, donuts and cake. Very nice. Quá trời luôn. Ngon không? Mắt ngon không? Very cool, chị. Cho đi một con mắt đi. Em ở đâu lận? Nhà ở bên quận mấy lận? Quận 10 hả? Đường gì? Oh, this is for me? Oh, they got me a special Rice Krispie one. I'll definitely try it. Tuấn Thành hả? Chị thích cái quán cột điện ở bên quận 10, có biết quán cột điện không? Rồi, quán cột điện nó ngon. Very good. I'm gonna eat it later, we're gonna eat some breakfast. Ảnh nói chút nữa anh ăn sao? Nổi tiếng nhất ở Sài Gòn đó chị. Ủa vậy hả em? Ồ, vậy hả? Very good. À, nổi tiếng, donut nổi tiếng lắm á. Em thấy nhiều tiktoker review nữa. Ủa vậy hả? Is it really good, baby? It is really good. I like... This is the most famous one in Vietnam. Oh, yeah, I could tell. I can't wait to eat it later. Chồng chị nói quá ngon luôn rồi. À, cất qua một bên đây để mình là có chỗ để mình ăn uống. Rồi ăn tối với chị luôn đi. Ừ, lâu mới có cơ dịp. Hả? Đâu có sáng giờ là chị quyết định là chị ở nhà chờ tụi em mà. Okay. Ăn đi đừng có ngại nha. Lời lấy tiền ăn đi. Đừng quay thêm một xíu cái gì anh liền. Bảo có công chuyện rồi. Chín đâu, 9 giờ tự nhiên cái đau bụng mới tính. Thì không, chín không có ngọt không, cái này chiều nay bụng chín lịnh bệnh. Con gấp nó đi. Đúng rồi con nha. Better, yeah. That's the same.
rồi bạn gấp rồi nè con đưa chén gấp cho. Tụi con ở đây ở Sài Gòn luôn hay là ở ở tỉnh lên? Cái lạy là chung với chị Nhi với Ngọc. Cái lạy á? Cái lạy á. Đi làm rồi. Ủa, con còn đi học hả? Dạ. Cái gì cố gắng học xong khỏe. Xin mời đại gia đình ăn vịt quay mất mặt với gia đình mình nha. Trời ơi. Ăn tự nhiên. Trời ơi, Vinh Diền đâu ngồi chung với ba Điền Quyên vậy? À, cô chào ông bà cô chú đàng hoàng nào. Ghê coi. Cô một bánh ngon lắm không hả? Cô chú một bánh ngon lắm hả? Cảm ơn cô chú chưa? Nước chai nước này chay luôn. Nước đó dành để chay cũng được á. À, cái nước đó có đồ của con trong đó à? Ủa, là bánh gì chú bình thường hả? Đi điện của em. Con nữa hồi lại nó ngon lắm. Anh em đừng có bao nhà ăn đi con bữa ăn ngon lắm. Rồi giận tối luôn rồi các anh biết hả? Dạ, em nữa hàng ngày. Okay. Nấu chung hết. Be nice to him. I win. Không ngờ có ngày ngoài ăn chú bạc ha. Tới là nhẽm bác con mỏi da gà luôn á. Sao vậy? Em bình thường con coi trong clip con thấy kiểu thấy nhẽm thấy bình thường á. Giờ lòng tới bước xuống là con lấy nón lấy đồ mỏi da gà luôn. Cái gì đó con thường không ý là tại vì kiểu người muốn gặp lâu nhà nhẽm bác chứ tự nhiên cảm xúc rồi. Bây giờ là được vài miếng dịch xong rồi Diền Quynh giờ muốn ăn cái bánh đậu bò. Nó thì ngon quá, ngon quá rồi. Yeah, ngon quá. I'll be right back. Chính nó ăn uống ta hả? Này phải nghiên cứu sao chứ để ăn gì là bệnh bụng hoài. Bữa ăn gì? Để tương nha con. Dạ. Ủa đi xe đâu rồi? Qua chị đi Đà Nẵng về cho cũng mệt tôi ngủ rồi. Dạ. Đây chúng về nhà mình kiếm bà Thanh Minh hết không? Chú đi về Đồng Nai đi với mấy anh em của chú đi ra ngoài đó. Mấy đó là chú 8 với... À, chú 8, chú 8, bác 3, bác 3, bác 4. Chú không có chịu ai. Em là con đi học không anh? Dạ. Mấy em tập là vậy, chú đã ngày hôm nay. Em nào đi tên con lại cho trên nè. Quá hả? Chú qua luôn, chú vô ngoài ăn luôn. Đây nè. Đó. Trời ơi, bài đó. Chúng dữ luôn á, chay hôm nay có bánh ngọt quá trời luôn. Ôi con cảm ơn cô chưa? Cảm ơn cô chưa? Con trẻ về con đi học. Ừ. Vậy kêu bạn gì vậy? Chị kêu em bạn gì? Chị ha. Em thôi chị. À, chị kêu bằng chị á.